8 đặc điểm của đàn ông thu hút phụ nữ chọn làm chồng. Theo thống kê thì dưới đây là 8 đặc điểm được phụ nữ chú ý nhất ở một người đàn ông mà họ muốn chọn để chung sống trọn đời. Thứ nhất, tự lập. Phụ nữ muốn tìm một người đàn ông biết chăm sóc bản thân, có khả năng sống độc lập, biết quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng, biết chi tiêu hợp lý. Một anh chàng mà luôn cần sự trấn an, giúp đỡ, an ủi, khuyên nhủ thì sẽ luôn khiến chị em muốn tránh xa. Thứ hai, có vẻ ngoài nhanh nhẹn. Phụ nữ được gọi là phái đẹp là vì họ rất quan tâm đến ngoại hình của chính mình, cũng như chú trọng việc làm đẹp để giữ gìn nhan sắc. Tuy nhiên, với người đàn ông họ muốn lấy làm chồng, họ lại không đòi hỏi quá nhiều về ngoại hình bên ngoài. Họ thích một người đàn ông luôn nhanh nhẹn, gọn gàng, trang phục lịch sự, phù hợp. Thứ ba, có tính lạc quan. Không một người phụ nữ nào thích chung sống với một người hay tự ti và bi quan, vì như vậy thì luôn phải sống trong một bầu không khí thật buồn rầu, mệt mỏi. Ngược lại, được ở bên một người luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống sẽ mang lại một nguồn năng lượng dồi dào, tươi mới. Đó chính là lý do phụ nữ luôn tìm kiếm những người đàn ông lạc quan, yêu đời. Thứ tư, biết trò chuyện và biết lắng nghe. Phụ nữ yêu bằng tai, vì thế họ cũng luôn ưu tiên chọn những anh chàng có khả năng giao tiếp tốt, biết trò chuyện, biết biểu lộ cảm xúc, biết đưa ra những ý kiến hay và sẵn sàng lắng nghe mọi thứ mà họ chia sẻ. Thứ năm, thông minh tinh tế. Phụ nữ đánh giá sự thông minh tinh tế của đàn ông còn hấp dẫn hơn cả ngoại hình hay vẻ ngoài bắt mắt của anh ấy nữa. Ví dụ như khi bạn chưa nói gì nhiều, nhưng anh ấy đã hiểu ý bạn muốn gì, thích gì. Hay anh ấy biết gợi ý những điều, những việc rất đúng với ý bạn. Thứ sáu, có đam mê. Phụ nữ yêu thích những người đàn ông có niềm đam mê về một lĩnh vực nào đó trong công việc hay cuộc sống. Người có niềm đam mê thường sẽ có tài năng, nhiệt huyết, dễ truyền lửa cho người khác và thường không bao giờ để cho cuộc sống của mình quá buồn tẻ. Thứ bảy, có óc hài hước. Rõ ràng, ở bên một người đàn ông có óc hài hước, biết kể những câu chuyện đùa thú vị, làm cho ai cũng cảm thấy rất vui vẻ, sảng khoái. Chính vì vậy mà những người đàn ông kiểu này cũng luôn thu hút được sự chú ý và cảm tình của phụ nữ. Thứ tám, có sự nghiệp hay có ý chí làm giàu. Đàn ông hay nghĩ tất cả phụ nữ đều quan tâm tới tiền, nhưng thật ra không phải vậy. Rất nhiều phụ nữ chẳng hề bị hấp dẫn trước những anh chàng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh. Lý do khiến phụ nữ hướng tới những nam giới có sự nghiệp thành công không phải bởi thu nhập anh ta kiếm được, mà vì sự thành đạt ấy cho thấy anh ta là người trưởng thành và có những đặc điểm tính cách rất tốt đẹp như sự trải nghiệm, sự kiên trì nhẫn nại, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, ý chí vươn lên. Những điều này thể hiện rằng trong tương lai, anh ấy sẽ là một người chồng, một người cha rất có trách nhiệm với gia đình.